Bộ Công Thương xây dựng lực lượng phản ứng nhanh trong thương mại điện tử. Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng tăng nhiệt với nhiều dự án được chào bán. Iran tuyên bố sẵn sàng cung cấp dầu cho thị trường thế giới nhằm góp phần bình ổn giá vàng đen. Đó là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong bản tin tài chính thị trường ngày hôm nay. Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang dành thời gian đồng hành cùng chúng tôi với những thông tin được cập nhật. Ngay sau đây là nội dung chi tiết của bản tin. thưa quý vị để bảo vệ người tiêu dùng trong các hoạt động thương mại điện tử bộ công thương kiến nghị xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành và hình thành lực lượng phản ứng nhanh để kịp thời xử lý các hành vi buôn lậu gian lận thương mại buôn bán hàng giả hàng vi phạm quyền sở so hữu trí tuệ và cạnh tranh không lành mạnh trong thương mại điện tử bộ công thương đang xây dựng dự án luật bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng sửa đổi cũng như kiến nghị xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành và hình thành lực lượng phản ứng nhanh để kịp thời xử lý các hành vi buôn lậu gian lận thương mại buôn bán hàng giả hàng vi phạm quyền sở so hữu trí tuệ và cạnh tranh không lành mạnh trong thương mại điện tử như đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong các hoạt động đấu tranh phòng chống tội phạm liên quan đến thương mại điện tử xây dựng hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu dùng chung về thương mại điện tử giữa các lực lượng thực thi pháp luật tăng cường năng lực thống kê về thương mại điện tử ở cấp quốc gia ngành hàng và địa phương cùng với đó, phối hợp với các cơ quan liên quan như lực lượng công an, hải quan, thuế tiến hành theo dõi, thu thập các thông tin về dấu hiệu vi phạm trên nền tảng thương mại điện tử, dấu hiệu vi phạm về việc kinh doanh hàng hóa nhập lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ tại nhiều điểm nóng trên cả nước để tiến hành điều tra, xử lý theo vụ việc. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam gọi tắt là VASEP, tuy giá thành sản xuất tôm đang tăng lên, nhưng mà dự kiến ngành tôm sẽ tăng trưởng trên 10% xuất khẩu và vượt mốc 4 tỷ đô la Mỹ trong năm 2022. Theo đó, chi phí nhiên liệu, phí vận chuyển quốc tế tiếp tục tăng là những yếu tố tác động mạnh mẽ lên giá thành sản phẩm đối với con tôm của Việt Nam. Tuy nhiên, thì năm 2022, ngành tôm phấn đấu diện tích nuôi đạt 750.000 hectare, sản lượng tôm các loại đạt 980.000 tấn, Thời điểm này thì xuất khẩu tôm của Việt Nam sang các thị trường như là Mỹ, Nhật Bản, Liên minh châu Âu đang tăng trưởng mạnh. Với đòn bẫy phục hồi du lịch, thị trường bất động sản nghỉ dưỡng cũng theo đó tăng nhiệt với nhiều dự án được chào bán. Tại các sàn giao dịch bất động sản, tốc độ chốt đơn cũng nhanh chóng hơn trước, ghi nhận của phóng viên bản tin. Một dự án nghỉ dưỡng tại Hồ Tram vừa được chào bán đã được khách hàng chốt đơn tới tấp một phần là sự thu hút về những lợi thế của địa điểm nghỉ dưỡng vừa có rừng vừa có biển, phù hợp với nhu cầu du lịch của các gia đình. Phần khác là tiềm năng sinh lời cho các nhà đầu tư. Mình đang dự định là đầu tư về đây là căn hộ sinh thái để cuối tuần thì mình có dịp với gia đình về bên đó cũng như là về với lại tự nhiên vậy đó. Là đằng sau cái căn mà mình mua nó có rừng tự nhiên thì nó khá là thích hợp với lại cái nhu cầu và cái mong muốn của mình và của cả gia đình. Hiện thị trường bất động sản nghỉ dưỡng đang được hưởng lợi từ sức nóng của du lịch trong nước. Khi Tết nhâm dần vừa qua, lượng du khách đổ về Nha Trang, Phú Quốc, Bình Thuận tăng đột biến. Công suất bình quân tại các khách sạn và resort đạt khoảng từ 80 đến 90%, chủ yếu là du khách nội địa. Nếu mở cửa quốc tế thì lượng du khách còn lớn hơn nữa, cho thấy tiềm năng của thị trường bất động sản nghỉ dưỡng còn rất nhiều dư địa, xứng đáng được đầu tư. Hồi vừa qua thì chúng ta chính phủ đã thông qua cái việc là xác nhận đứa con lai của Condotel và áp dụng từ ngày 1 tháng 3. Thì đây là cũng là một cái tín hiệu tốt cho cái lĩnh vực bất động sản du lịch về cái khu vực là Condotel để tăng cái tính thanh khoản của thị trường. Như vậy thì qua những cái động thái vừa qua thì chúng ta thấy rằng là bất động sản nghỉ dưỡng cũng được hưởng lợi từ cái chính sách từ khi mà công nghiệp không có gói chúng ta là ngành du lịch được hồi phục. Bên cạnh đó, nghiên cứu từ một số tập đoàn bất động sản quốc tế tại Việt Nam cũng ghi nhận dù trong bối cảnh đại dịch, vẫn liên tục xuất hiện các dự án nhà ở theo hình thức du lịch nghỉ dưỡng có tỷ lệ hấp thụ khoảng từ 30 đến 40% mỗi đợt chào bán. Khi mà thị trường mở cửa thì uh, phần nào đó là uh, những cái uh, những cái dự án mà uh, may mắn là có có cái có cái cơ hội để được chào bán uh, và giới thiệu đến các nhà đầu tư trong cái giai đoạn này thì đang đón được cái làn sóng của các các nhà đầu tư mà trong 2 năm vừa rồi họ không đầu tư nữa. Cùng với sự gia tăng đột biến của lượng du khách trước đây là nội địa, sắp tới là quốc tế, khiến cho giới đầu tư có căn cứ để kỳ vọng vào sự phục hồi trở lại của thị trường bất động sản nghỉ dưỡng trong tương lai. Thưa quý vị, để thu hút hành khách dịp thấp điểm, công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội Harako tiếp tục áp dụng nhiều mức giảm giá vé tập thể trên các tuyến. Cụ thể, đối với các đôi tàu thống nhất SE56, SE1112, hành khách mua vé tập thể được giảm giá vé tùy theo số lượng khách trong đoàn và thời gian mua trước ngày đi tàu. Theo đó thì đoạn từ 5 đến 10 người khi mua trước từ 1 đến 4 ngày được giảm 2%, từ 5 đến 19 ngày được giảm 4%, từ 20 ngày trở lên được giảm 6%. Tương tự đoạn từ 11 đến 42 người khi mua trước từ 1 đến 4 ngày giảm 4%, từ 5 đến 19 ngày giảm 6%, từ 20 ngày trở lên được giảm 8%. Đoạn từ 43 đến 70 người các mức giảm tương ứng là 6%, 8% và 10%. Đoàn từ 71 đến 100 người, các mức giảm tương ứng là 8%, 10% và 12%. Đối với đoàn khách của các đơn vị du lịch lữ hành có hướng dẫn viên đi cùng, hướng dẫn viên cũng được giảm giá vé. Với việc giá xăng dầu tăng cao trong thời gian vừa qua, giá cả một số mặt hàng cũng đã bị ảnh hưởng theo chiều hướng tăng lên. Sau đây là cùng tin vắn về giá cả một số mặt hàng Kể từ giữa tháng 3, một số doanh nghiệp sản xuất xi măng đã thông báo về việc điều chỉnh giá bán và sẽ áp dụng ngay vào cuối tháng 3 này. Mức tăng giá bán được phần lớn các công ty sản xuất áp dụng là 100.000 đồng mỗi tấn đối với sản phẩm xi măng bao và xi măng rời đã bao gồm thuế giá trị gia tăng 8% kể từ ngày 20 tháng 3. Nhiều chuyên gia cho rằng giá xăng dầu neo ở mức cao và liên tục được điều chỉnh tăng đã ảnh hưởng trực tiếp đến cước vận chuyển sản phẩm, buộc các doanh nghiệp kinh doanh phân phối vật liệu xây dựng phải tăng giá bán để bù đắp chi phí. Mặt khác, để sản xuất ra một số loại vật liệu xây dựng cần rất nhiều nguyên nhiên liệu đầu vào. Do đó, khi giá các mặt hàng này tăng lên, tất yếu dẫn tới giá thành sản phẩm bị kéo theo. Tại một số khu vực ven biển, việc giá xăng dầu liên tục tăng cao khiến cho nhiều chủ tàu thuyền cân nhắc khi ra khơi đánh bắt cá, dẫn đến các mặt hàng thủy hải sản có sản lượng ít hơn, khan hiếm và tăng giá. Cụ thể, các mặt hàng hải sản tươi sống giá đều tăng cao, cá thu từ 300 đến 350 000 đồng mỗi ký, thời gian trước là từ 250 đến 270 000 đồng một ký. Cá bạc má 150 000 đồng một ký, thời gian trước là 100 000 đồng một ký. Ghẹ xanh giá từ 600 000 đến 700 000 đồng một ký, tăng 200 000 đồng một ký, mực từ 250 000 đến 300 000 đồng một ký, thời gian trước là từ 200 đến 220 000 đồng một ký. Tại thị trường thành phố Hồ Chí Minh, Ốc Billot, hay còn gọi là ốc hương ngoại, được nhiều người bán giới thiệu nhập khẩu từ Pháp, Ireland, Canada, có thịt giòn và ngon giống như là ốc hương Việt Nam, và bán chỉ 170.000 đồng một ký, khoảng từ 30 đến 35 con. Cùng kích cỡ này thì ốc hương trong nước có giá khoảng 700.000 đồng một ký. Tuy nhiên, theo một số nhà nhập khẩu hải sản, loại ốc này được bán với giá rẻ là do sản lượng nhiều, người dân các nước đó ít tiêu thụ. Hàng đông lạnh, chất lượng còn khoảng từ 60 đến 90% so với hàng tươi sống tùy thuộc vào quy trình sản xuất và công nghệ. Nếu sản phẩm không đảm bảo sẽ dễ bị nhiễm khuẩn khi ăn, gây hại cho sức khỏe. Người tiêu dùng chỉ nên mua hải sản đông lạnh có thương hiệu nhãn mát rõ ràng để tránh những rủi ro về vệ sinh an toàn thực phẩm. Tiếp tục với những thông tin quốc tế, Thưa quý vị, cuộc khủng hoảng Ukraine đang đè nặng lên áp lực phục hồi của nền kinh tế toàn cầu. Hiện nhiều nước đã phải triển khai các biện pháp ứng phó với tình trạng giá cả hàng hóa và đặc biệt là nhiên liệu lên mức cao kỷ lục những ngày gần đây. Giá xăng dầu tại New Zealand đã tăng đáng kể trong tháng qua. Trong đó, giá xăng tăng trung bình trên toàn quốc đã tăng gần 12% lên gần 3 đô la New Zealand một lít, tức là khoảng 2 đô la Mỹ mỗi lít, trong khi giá dầu diesel tăng hơn 23%, lên gần 2,3 đô la New Zealand. Nhiều người dân nước này đã đổ xô đến các trạm xăng để mua tích trữ xăng sau khi có thông báo về một đợt tăng giá mạnh vào cuối tuần này. Bộ Tài chính New Zealand cảnh báo đây chưa phải là đợt tăng giá cuối cùng. Trong khi đó, chính phủ Hà Lan vừa thông báo gói hỗ trợ trị giá 2,8 tỷ euro, tức là khoảng hơn 3 tỷ đô la Mỹ, nhằm ứng phó với giá nhiên liệu tăng và làm phát tăng. Theo đó, trợ cấp năng lượng một phần cho các gia đình có thu nhập thấp sẽ tăng từ 200 euro lên 800 euro. Ngoài ra, thuế giá trị gia tăng đối với năng lượng cũng giảm từ 21% xuống còn 9%, trong khi thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng dầu cũng giảm 21%. Dự kiến lạm phát tại Hà Lan có thể tăng mạnh lên đến 5,2% trong năm nay do giá năng lượng tăng, trong khi sức mua dự kiến giảm trung bình 2,7%. Trong bối cảnh đó, thì Iran mới đây đã đưa ra tuyên bố sẽ sẵn sàng cung cấp dầu cho thị trường thế giới nhằm ổn định nguồn cung, qua đó góp phần bình ổn giá vàng đen đã liên tục tăng trong thời gian qua. Hãng thông tấn IRNA dẫn lời giám đốc điều hành công ty dầu quốc gia Iran cho biết chính phủ nước này đang từng bước nỗ lực giành lại thị phần trên thị trường dầu mỏ thế giới. Theo đó, thì Iran đang thực hiện các biện pháp cần thiết để ứng phó với khoảng thời gian nước này gánh chịu các biện pháp trừng phạt Quan chức này khẳng định Iran có vai trò đặc biệt trong thị trường dầu mỏ thế giới khi luôn nhận được sự tin tưởng của các nhà máy lọc dầu châu Âu và là một nhà cung cấp năng lượng ổn định. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh giá dầu thế giới đã liên tục tăng cao trong thời gian gần đây do lo ngại khan hiếm nguồn cung sau khi nhiều nước cấm nhập khẩu dầu và khí đốt từ Nga liên quan đến cuộc khủng hoảng tại Ukraine. Trong khi đó, thì chính phủ Đức cũng đã đặt mục tiêu tới cuối năm nay, lượng dầu mỏ nước này nhập khẩu từ Nga sẽ ở mức thấp nhất có thể, mức gần bằng không. Thông báo của Bộ Kinh tế Đức nêu rõ, hiện Berlin đang giảm lượng dầu mỏ nhập khẩu từ Nga và dự kiến đến mùa thu, nước này sẽ không còn phụ thuộc vào nguồn than đá từ Moscow, cũng như là đến cuối năm, lượng dầu nhập khẩu giảm tối đa. Tuy nhiên, Đức vẫn phản đối việc ngừng hoàn toàn nhập khẩu năng lượng của Nga cảnh báo điều này sẽ gây ra tình trạng thiếu hụt năng lượng trong mùa đông và dẫn đến lạm phát leo thang. Số liệu thống kê của chính phủ Đức cho thấy có tới 30% nhu cầu tiêu dùng dầu mỏ và 45% nhu cầu tiêu dùng than đá là nhập từ Nga. Việc giải bài toán giảm lượng khí đốt nhập khẩu từ Nga cũng không hề dễ dàng khi mà Berlin đang nhập của Nga tới 50% nhu cầu khí đốt của mình. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tài chính thị trường ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.